Còn bây giờ mời quý khán giả cùng kết nối với trường quay thời tiết để xem là Cần Thơ và các tỉnh ở miền Tây đêm nay và ngày mai thì có điều gì đáng chú ý không? Chị Hồng Quyên. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả miền Tây hôm nay. Điều đáng chú ý là xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng cao. Khoảng 1 cho tới 2 ngày nay thì độ mặn các cửa sông đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu có xu hướng tăng theo kỳ triều cường của đầu tháng 2 âm lịch và dự báo là đợt xâm nhập mặn này sẽ kéo dài cho tới ngày 15 tháng 3. Đỉnh của đợt này thì rơi vào từ ngày 10 cho tới ngày 13 tháng 3 và đây thì cũng là giai đoạn mà có độ mặn cao nhất ở trong tháng 3. Các cửa sông Cửu Long ranh mặn 4 gram trên 1 lít có khả năng xâm nhập sâu khoảng từ 50 cho tới 60 km, cao hơn mức lớn nhất đầu mùa khô đến nay khoảng từ 3 đến 7 km. Đối với hệ thống sông Vàm Cỏ thì ranh xâm nhập mặn vào sâu khoảng từ 80 cho tới 85 km, cao hơn mức lớn nhất đầu mùa khô cho tới nay khoảng từ 11 đến 15 km. Sông Cái Lớn, hiện cống Cái Lớn và Cái Bé được đưa vào vận hành cho nên là xâm nhập mặn được kiểm soát. Với diễn biến xâm nhập mặn như hiện nay thì bà con tuyệt đối là chúng ta không xuống giống lúa ở các vùng đang có nguy cơ bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Chỉ tổ chức xuống giống khi mà có xuất hiện mưa, nguồn nước đảm bảo cho cung cấp ổn định. Còn về thời tiết thì dự báo đêm nay khu vực Tây Nam Bộ trời tạnh ráo và dịu mát. Còn ngày mai thì nắng sẽ lên từ 7 giờ sáng cho tới tận cuối chiều. Những nơi có nhiệt độ cao nhất là tại Châu Đốc và Cao Lãnh với mức nhiệt là khoảng 35 độ C. Còn lại các nơi khác phổ biến trong ngưỡng là khoảng từ 33 cho tới 34 độ C. Trời cũng khá nóng. Đối với thành phố biển Phú Quốc thì dự báo tối ngày hôm nay trời tạnh ráo và dịu mát với mức nhiệt thấp nhất là khoảng 27 độ C. Ở đây thì có gió biển thổi đều cho nên bầu không khí có phần thoáng đãng hơn. Còn sang tới ngày mai, nắng lên, nhiệt độ cao nhất là khoảng 32 độ C. Chuyển sang thời tiết biển, dự báo đêm nay ngày mai, vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, Kiên Giang, trời ít mưa và có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió không vượt quá mức cấp 5, an toàn cho tàu thuyền hoạt động.